quay đẹp đấy. Đi dạo nhóm cảnh anh à. Cái bên này là chúng ta sẽ đi từ đuôi con rồng đến đầu con rồng. Cái khu vui chơi nó không kiểm, mình làm kiểm cho nó cái vòng quay mặt trời cái nó bằng đêm nó à. Buổi tối này buổi chiều khoảng 5 giờ. Nó có cái công nghệ gậy chống rung ấy, cũng được đấy.